Chào bác, trao đổi với các bác cũng đôi lần rồi, đó là chương trình Tết của xưởng. Bác nào mua từ 2 con dao sẽ được tặng một em dao lọc gà. Nói lọc gà thôi, tương đối là bản, tương đối là to các bác nhá. Cho tất cả các bác gọi là tri ân mùa Tết này. Chương trình Tết của xưởng đã diễn ra được gần 1 tuần nay rồi, nên là các bác tranh thủ hàng trước Tết cho em nha. Cái gì thì mình cũng muốn nó hoàn thiện trước Tết mà, phải không bác? Đấy, bác nào mua từ 2 con thì sẽ tặng một em dao lọc như này các bác nhé. Trị giá là 80.000 đấy ạ. Các bác thái lọc gọt làm rau củ quả hay thái hoa quả nữa rất là tuyệt vời rồi. Đấy, bác nào mà không muốn tặng thì mình có thể là bao ship, hoặc là mình sẽ lựa chọn một cái món hàng khác cũng được. Nhưng mà nó cũng là cái chương trình tri ân của xưởng, nên là các bác nhanh tay nhá. Đầu tiên thì em sẽ đến với những cái mã dao không vỏ hôm nay, đặc biệt lên hàng không vỏ cho tất cả các bác. Mã xe hôm nay sẽ là mã số 8, con hàng chỉ còn 320.000 một em duy nhất. Sale một em thôi các bác nhá, 320.000 một em. Đối với hàng tặng Tết thì sẽ không bao gồm hàng sale, đấy là cái chắc chắn rồi. Em sẽ đi từng con hàng cho tất cả các bác. Chú ý hộ em là bác nào mua 2 con sẽ tặng một em dao lọc gà các bác nhá. Đầu tiên là một em dao mèo cán 15, lưỡi 15, cán 12 này. Giày sống lưng 5 ly, con này thì các bác chặt được chân giò cho em này. Chặt chân giò xương sườn, sử dụng dòng nhíp G. Nhíp G, nhíp đỏ của Nga các bác nhé, nhíp G, nhíp đỏ của Nga, cái dòng xe ben cổ ấy. Con này sẽ để giá tất cả bác là 280.000 một em. Bé bé nhỏ gọn nhưng nó có lá chắn đồng, chốt đồng, đinh đồng, cực kỳ bén, sử dụng lâu dài chục năm cho em nhé. Còn đây, đây sẽ là cái mã mà em đã không muốn ra mắt, nhưng mà vì các bác hỏi nhiều quá nên em đã tiếp tục ra được một lô 10 con cho tất cả các bác. Tại sao em không muốn làm nữa? Vì giờ hôm nọ em vừa nói rồi, cái cán của nó em làm rất là mất thời gian. Cái cán nó em làm rất là mất thời gian và tốn gỗ. Vừa rồi thì em tập trung vào cái dòng dao bếp nhiều, nên là cái dòng dao đi thường này em không được chú trọng. Nên em nói là hôm đấy em có lên một con hàng và em nói là em không tiếp tục ra nữa. Thì về sau là các bác đặt hàng tương đối là nhiều, nên là em đã ra vài mã cho tất cả các bác lựa chọn, mà đặc biệt là có cả dòng nhám này, dòng bản thường và bản trắng cho tất cả các bác. Đối với dòng bản nhám, nói chung là nó sẽ sân si cách nhau khoảng 10-20 nghìn, nhưng em sẽ để đồng giá luôn để cho các bác lựa chọn. Thì 10-20 kia mình không lấy nữa, mình đồng giá cho tất cả các bác luôn để mình, thứ nhất mình cũng dễ bán. Cái cán này thì quá là tuyệt vời, màu đỏ này đó là dòng cẩm nam các bác nhá. Cẩm nam này, cái chỗ cách an toàn này rơi vào khoảng 3 cm rồi, 2,8 cm rồi. Lưỡi sắc thì còn 27. Đấy, độ dày sống lưng dao là 5 ly, hơi bo, hơi cong như này. Hơi bo, hơi cong này. Em như này thì để giá cho tất cả các bác là 450.000 một em các bác nhá. Giá không thay đổi từ ngày em bán đến giờ là 450.000 một em đấy ạ. Đấy, 450. Còn em dao có chắn này, em dao có chắn này, đối với dòng cán giọt như này, em dao có chắn như vậy thì có giá là 480.000 một em bản nhám các bác nhá. 480 bản nhám hai mặt này. Đấy, 480 với dòng có chắn. Con này thì được cái cán quá là ưng. 450.000 em này, mài trắng các bác nhá. Lưỡi cũng tương tự như em vừa nãy em giới thiệu rồi, lưỡi thì nó không có gì thay đổi cả. Chỉ điểm đặc biệt là cái cán con này thì đặc biệt quá. Tí nữa em lên số 3 kia có một con còn cái cán đẹp hơn nữa các bác. Cái cán còn đẹp hơn nữa. Cái cán này hôm nọ các bác khen quá trời. Các bác nói là cái điểm cán con hàng này không có một điểm nào để chê luôn. Các bác khen quá nên là lại phải làm để trả hàng cho các bác tiếp đấy. Đấy, em này là 450.000 các bác nhá. Ngoài ra thì em có một con bản đen. Một con bản đen, cái cán con này thì màu cực kỳ đỉnh luôn. Pha đầy đủ nhiều màu. Nhiều màu các bạn. Không có một điểm nào để chê luôn này. Cái cán nó nhiều màu như này các bác. Chốt 2 đinh cho tất cả các bác. Con này 450.000 các bác nhá. 450.000 các bác khen cái cán này quá, nên là phải xẻ gỗ làm cán cho các bác thôi, chứ thực ra tiếc lắm. Tiếc lắm đấy các bác ạ. Dòng cẩm thị xanh chứ có phải là dòng gỗ xoan đâu mà không tiếc. Cẩm chỉ đâu mà không tiếc. Cẩm thị xanh đột biến cơ mà. Một khúc nhập vào mấy chục triệu cơ mà. Tiếc lắm ấy. Đấy, một em như vậy là 450. Đối với cái dòng em dao có chắn là 480 các bác nhá. Dòng vòng bi, đối với dòng này thì sẽ sử dụng dòng vòng bi hoàn toàn rồi. Đấy, đẹp long lanh các bác, bao chặt nặng cho tất cả các bác, chặt tốt luôn. Các bác đi rừng chặt cây, chặt củi, các bác cứ chẻ nó ra làm đôi, làm trăm, làm mảnh cho em thoải mái vô tư. Đi rừng mà có con này thì bất chấp tất cả các bác ạ. Mà các bác để trưng treo thì em này cũng đạt đến mức độ là để phong thủy. Rất là xinh luôn. Cái mẫu này mà bác nào sưu tầm thì bỏ qua thì em hơi bị tiếc luôn. Tại vì lúc đầu em không nghĩ là nó sẽ được các bác thích nhiều như thế đâu. Nhưng mà về sau lên hàng một cái và em mới biết là hóa ra các bác thích những kiểu hàng như thế. Đấy. Còn bây giờ sẽ chuyển qua hàng gọi là dễ dùng. Từ số 4 đến số 7, dòng dễ dùng. Dễ dùng như hôm nay. Con này sẽ là mẫu đầu tiên nhất em vừa làm cho tất cả các bác này. Đấy. Con này là mẫu đầu tiên ra mắt cán gỗ cầm chỉ các bác nhá. Mẫu đầu tiên ra mắt lưỡi em này là 30 này, độ dày sống lưng là 5 ly này, hơi vát này, 2 đinh cho 2 lỗ tất cả các bác này. Có những điểm khuyết, điểm chắn an toàn, không mài sắc cho tất cả các bác này. Tại vì con này nó cán trơn mà nên em phải làm cái chắn an toàn như này để cho các bác khi mà sử dụng ấy thì mình đảm bảo an toàn cho mình. Cán thì em hơi vót một chút như vậy để tạo điểm nhấn. Thứ hai là chống trơn trượt cho tất cả các bác khi mà mình sử dụng. Mà cái cán này thì giá cả của nó thì lại vừa phải thôi. Thành ra cái con hàng cái giá cả nó cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Nó không tốn quá là nhiều gỗ này, nó không tốn quá là nhiều công này, nó phù hợp này, cầm êm tay này. Thực ra cái cán như này thì các bác cầm phải êm tay sướng, dễ chịu. Đấy. Thì một em như vậy để giá tất cả các bác là 330.000 một em các bác nhá. 330.000 một em. Đấy là em mã số 4. Em mã số 5. Em mã số 5 này cũng là có điểm cách an toàn cho các bác khi các bác sử dụng. Thứ nhất nó phải an toàn đã, đúng không ạ? Thứ hai là mình cầm phải đầm. Đầm thì mình cứ lực chặt mình mới tốt. Đầm thì lực chặt của mình mới tốt các bác nhá. Em này cũng để giá tương tự như em lúc nãy là 320.000. Tuy nhiên trên thân dao thì anh nhà em có lỡ lúc mình quẩy đánh ấy, có lỡ thêm cho em ấy một điểm nhấn, một cái nốt ruồi riêng như này. Con ra nó sẽ là độc nhất vô nhị, không có con thứ hai các bác nhé. Một em nốt rồi riêng như vậy. Thành ra em sẽ để con này là 280.000 cho tất cả bác, từ 330.000 xuống 280.000. Bác nào ưng con này thì báo em nhá. Chỉ vì nó có một cái nốt ruồi rất riêng như vậy thôi là em để giá nhẹ nhàng cho tất cả các bác rồi. Đấy. Còn đây sẽ là dòng parang dễ dùng, dễ sử dụng. Hôm nay có bác hỏi em cây này. Hỏi nhiều lắm ạ. Bác ấy hỏi nhiều lắm. Đến cái giai đoạn quan trọng thì chả biết tình cảm lại dặn nứt thế nào, không thấy bác trả lời rồi. Đấy, em này là 395.000 các bác nha. Quá đỉnh, chặt quá sướng luôn. Đấy. Bác nào ưng thì báo em nhá. Còn em tông này này, em tông này thì phải nói là em lên hầu như là video là em lên. Bởi vì sao? Bởi vì các bác thích dễ dùng nên là nhiều bác thích và em bán được nhiều nữa em cứ phải lên. Nói thì các bác chê cười chứ em hay lên, bởi vì là bán khi mà lên ấy, thì các bác bán được ấy thì mình cũng thường xuyên lên, bởi mình biết là các bác cần những cái con như thế nên là mình vẫn lên nhiều. Đấy, em này là 380.000 một em các bác nhé. Còn đây sẽ là mã sale của ngày hôm nay. Mã sale của ngày hôm nay sẽ là mã số 8. Như lúc nãy em nói rồi, 330.000 một em đúng không ạ? Em sẽ để cho các bác là một em mã số 8 330.000 là em dao này. Lưỡi 25 các bác nhé, 330.000. Có lá chắn đồng này, chốt 2 đinh này, kẻ vân này. Con này các bác sử dụng trong nhà bếp hay là sử dụng đi rừng cũng rất là ổn áp luôn. Mã sale của ngày hôm nay các bác nhé. Còn đây sẽ là em dao 30. Lưỡi em này là lưỡi 30, bản rộng bản 5, độ dài sống lưng 5 ly. Cách an toàn 2 ly. Có chốt đinh cho tất cả bác, lỗ xỏ dây tất cả bác, lá chắn đồng vàng tất cả các bác luôn. Đấy, xem hàng mà có lá chắn đồng hay không, lá chắn đồng thì cái giá cả nó chênh nhau ngay các bạn. Mỗi miếng đồng này 50.000 các bạn. Đấy, 50.000 là nhập tận gốc ấy ạ. Nhập nhiều, mỗi lần mình nhập là mấy trăm cái ấy, thì mới được giá đấy các bạn. 395.000 các bạn nhá, 395.000. Còn đây sẽ là một em dao lưỡi 21. Em dao lưỡi 21, độ dày sống lưng dao 5 ly, bản rộng dừa bản 4. Khoét rãnh hai bên này, có móp ở cuối dao này, có lỗ xỏ dây và cán hơi giọt như vậy cho tất cả các bác nhá. Em này có giá là 350.000 một em. 350.000 một em. Còn em dao cán 2 tầng này có giá là 330.000 các bác nhá. 330.000. Cán 2 tầng này, độ dày sống lưng dao là 4 ly này. Đấy, 330 các bác nhá. Vòng bi đó. Không thì em chẳng bao giờ để giá đấy đâu. Các bác nên hiểu là khi mà cái giá của nó thì tương xứng với cái chất lượng của nó thôi. Bán hàng ai chẳng muốn bán được nhiều, rẻ thì bán được nhiều. Nhưng mà cái mình phải chú ý đến cái chất lượng của nó, mà mình đồng tiền mình bỏ ra nó xứng đáng, chứ không phải rẻ là tốt các bác ạ. Đấy. Thế là em xin phép là qua mẫu. Tại vì là hết mẫu rồi các bác ạ. hết mẫu rồi. Xin phép là hôm nay lên với các bác giao lưu với các bác bằng này con hàng. Zalo của em là 0347 753 780 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác trong những cái video sau. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ.